Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, thì buổi tối ngày hôm nay có một cái thông tin cũng rất là nóng liên quan đến câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng. Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây thì quý vị chúng ta được nghe cái thông tin liên quan đến câu chuyện mà con trai của CEO Nguyễn Phương Hằng là ông Nguyễn Quang Tấn đã tiếp tục làm một số những cái đơn để mà tố cáo doanh nhân Huỳnh Uy Dũng với vai trò là đồng phạm với CEO Nguyễn Phương Hằng. Thì mới buổi tối ngày hôm nay thôi, cách đây khoảng vài phút, trên một số các cơ quan báo chí, đặc biệt đó chính là báo Đại biểu Nhân dân cũng như là báo tạp chí Nhân lực và Nhân tài vừa mới chia sẻ một số những cái thông tin liên quan đến câu chuyện này. Tình hình cũng khá là căng thẳng, nhưng đây cũng chỉ là một số những cái thông tin mà để chúng ta có thể gọi là tham khảo hơn trong cái sự việc này thôi. Mọi cái quyết định cũng như thông tin chính thức phải được từ phía cơ quan cảnh sát điều tra cũng như là viện kiểm sát. Hiện tại đó chính là Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra thông tin chính thức, thì lúc đó sự việc nó mới được sáng tỏ, thưa quý vị. Cụ thể thì trên báo Nhân lực và Nhân tài đã đăng cái thông tin liên quan đến câu chuyện mà dư luận đang rất quan tâm, vụ ông Huỳnh Uy Dũng bị ông Nguyễn Quang Tấn, đó chính là con trai của bà Nguyễn Phương Hằng, tố giác với vai trò là đồng phạm. Thì các luật sư cũng đã nêu một số những quan điểm và phân tích pháp lý về cái vụ việc này như sau. Ngày 12 tháng 7 vừa qua đó, cơ quan cảnh sát điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có văn bản số 2609 Viện Kiểm sát tối cao C1 gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền. Văn bản đã nêu rõ cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhận được đơn của ông Nguyễn Quang Tấn, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung là tố giác cơ quan chức năng trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án Nguyễn Phương Hằng, mẹ của ông Tấn đó, phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định của điều 331 Bộ luật hình sự, đã bỏ lọt tội phạm đối với ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, là người giúp sức tích cực cho bà Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội nêu trên nhưng không bị xem xét và xử lý hình sự. Đây là một cái thông tin mà có thể nói là khá là nguy hiểm. Ở đây không phải là nguy hiểm cho doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, mà lại là nguy hiểm do chính ông Nguyễn Quang Tấn, thưa cô chú anh chị. Bởi lẽ thì trên báo này ghi rất là rõ, đó chính là nội dung của ông Nguyễn Quang Tấn tố cáo, đó chính là tố cáo cơ quan chức năng đã gọi là bỏ lọt tội phạm, chứ không phải là như trước kia, đó chính là tố cáo doanh nhân Huỳnh Uy Dũng nữa nha cô chú anh chị. Đó chính là đã gọi là tố cáo cơ quan chức năng nè, trong quá trình thụ lý giải quyết bà Nguyễn Phương Hằng đã gọi là phạm tội, đó chính là bỏ lọt tội phạm đối với cá nhân đó chính là Huỳnh Uy Dũng. Điều này khá là bất ngờ và rõ ràng là nó khá là nguy hiểm đối với con trai của CEO Nguyễn Phương Hằng luôn nha cô chú anh chị. Nếu như mà tố cáo sai sự thật thì chúng ta có thể hiểu rằng đó chính là cái phạm cái tội vu khống rồi. Cũng theo nội dung đơn tố giác đó, thì ông Nguyễn Quang Tấn tiếp tục đề nghị xem xét vai trò đồng phạm của ông Dũng đối với hành vi phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó ngày 30 tháng 5 thì văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển đơn tố giác liên quan ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần văn hóa Đại Nam, chồng bà Nguyễn Phương Hằng, đến thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Theo phía chuyển đơn thì văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được đơn của ông Nguyễn Quang Tấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, có nội dung là tố giác ông Huỳnh Uy Dũng có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Căn cứ các quy định pháp luật, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an sau đó đã chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tấn đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo thẩm quyền. Thông báo này cũng được gửi cho ông Tấn. Trước đó thì theo đơn tố giác, ông Tấn đã nhấn mạnh là ông Huỳnh Uy Dũng là chủ tịch hội đồng quản trị, người cùng có vai trò cầm đầu tổ chức, cùng thực hiện hành vi có dấu hiệu đồng phạm giúp sức tích cực về vật chất tinh thần, tăng độ uy tín và tin cậy khi cùng bà Phương Hằng thực hiện livestream trong drama livestream xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, như là tham gia 9 buổi livestream có hô hào khích lệ và cùng với bàn mắng chửi xúc phạm người khác, cùng tổ chức sử dụng trường đua chó đua ngựa của công ty cổ phần Đại Nam để gọi là đặt tên của những người muốn xúc phạm, với mô tả như là lai tạp sổ hay cắn bậy, cho sử dụng kênh YouTube trường đua Đại Nam
để đăng tải phát trực tiếp hơn 86 buổi livestream, nhiều bình luận và hơn 18 triệu lượt xem. Trong đó có nhiều bình luận xúc phạm đến nhiều cá nhân, cơ quan nhà nước. Theo ông Tuấn thì ba trợ lý chỉnh máy giúp bà Hằng đăng tải bài viết đó múa phụ họa đã bị khởi tố. Luật sư Đặng Anh Quân cùng bình luận về nội dung liên quan giúp độ tin cậy uy tín cũng đã bị bắt tạm giam. Tuy nhiên thì ông Dũng vẫn không bị xử lý, mặc dù dấu hiệu đồng phạm của ông là rất nhiều và các bị hại của mẹ ông Tuấn đã có yêu cầu xử lý đồng phạm. Có nghĩa là các bị hại đó, theo cái thông tin là các bị hại trong vụ việc này cũng đã có cái lời yêu cầu là xử lý luôn danh nhân Nguyễn Đức Dũng nha cô chú anh chị. Cái thông tin này là do chính con trai Sô Nguyễn Phương Hằng đã đưa ra và nêu trong đơn. Liên quan đến vụ việc này thì theo luật sư Trần Minh Hùng đó, trưởng văn phòng luật sư gia đình đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng là việc ông Tuấn tố giác ông Dũng là quyền của ông Tuấn và đây cũng là thủ tục tố tụng bình thường. Căn cứ đơn tố giác tội phạm, cơ quan chức năng cần xem xét giải quyết đơn đúng theo quy định pháp luật, và dù khởi tố hay không khởi tố thì cũng phải trả lời cho người tố cáo biết bằng văn bản. Cho đến nay tôi được biết cơ quan tố tụng đã tiếp nhận đơn tố giác của ông Tuấn và đang thụ lý vụ việc theo quy định, luật sư chia sẻ. Liên quan đến một số clip có ông Dũng xuất hiện cùng bà Hằng thì ông Dũng dùng những lời lẽ cho rằng vợ mình là bà Hằng nói rất thật, thách thức người khác sao kê, cho sử dụng trường đua hô hào, vỗ tay khi xem đua chó có đặt tên người bị xúc phạm. Như ông Nguyễn Quang Tuấn tố cáo thì luật sư Trần Minh Hùng cho rằng nhìn mắt thường qua các clip nhận thấy có dấu hiệu đồng phạm. Tuy nhiên cơ quan điều tra cũng cần phải điều tra cụ thể và xác minh làm rõ tính chất hành vi, động cơ mục đích, yếu tố cấu thành tội phạm, và nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố vụ án, nếu không có dấu hiệu tội phạm thì cũng phải trả lời cho ông Tuấn biết về cái nội dung đơn tố cáo của ông Tuấn. Cùng quan điểm thì một luật sư khác, đó chính là luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, thì theo quy định tại khoản 1 điều 17 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Về mặt khách quan, đồng phạm là phải có từ hai người trở lên tham gia cùng một tội phạm, nếu thiếu yếu tố này thì không có chuyện đồng phạm. Nếu chỉ có một người phạm tội thì không thể là đồng phạm được. Về mặt chủ quan thì người đồng phạm thực hiện tội phạm với lỗi cố ý, người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi dục, người giúp sức. Cụ thể thì người thực hành được hiểu là người trực tiếp thực hiện phạm tội, người tổ chức được hiểu là người cầm đầu, chủ mưu, chỉ huy việc thực hiện phạm tội, người xúi dục được hiểu là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện hành vi này, người giúp sức thì được hiểu là người tạo điều kiện tinh thần, vật chất cho việc thực hiện tội phạm. Do đó đối với hành vi có những lời lẽ cho rằng vợ mình là bà Hằng nói rất thật, cùng với những cái thách thức người khác sao kê, cho đến là cùng tổ chức sử dụng trường đua, ô hào rồi vỗ tay khi xem đua chó có đặt tên người bị xúc phạm nhiều cá nhân, như lời mà ông Tuấn đã tố cáo và các video clip đã thể hiện trong trường hợp này, có thể được coi là đồng phạm. Tuy nhiên kết quả như thế nào thì còn phải tùy thuộc vào cơ quan điều tra và viện kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đó là cái nội dung mới nhất được đăng tải trên hai cơ quan báo chí, báo Đại biểu Nhân dân, cùng với đó là báo tạp chí điện tử Nhân lực và Nhân tài. Thưa quý vị, với những cái nội dung và những cái lời phân tích của các luật sư thì chúng ta có thể thấy rằng là cái câu chuyện này nó vô cùng phức tạp. Thứ nhất đó, một là nguy hiểm cho danh nhân Huỳnh Uy Dũng, nhưng mà cái độ nguy hiểm cao đó nó lại lên gọi là cái trên vai của ông Nguyễn Quang Tuấn, chính là con trai của Sô Nguyễn Phương Hằng, khi đã có cái đơn gọi là tố cáo đến cơ quan chức năng luôn. Có nghĩa là con trai của Sô Nguyễn Phương Hằng tố cáo cả công an thành phố Hồ Chí Minh đã có hành vi bỏ lọt tội phạm trong cái câu chuyện này, thưa quý vị. Và rõ ràng là chúng ta thấy rằng là qua những cái khoảng điều tra đó, từ lúc đầu đến bây giờ thì về phía từ cơ quan cảnh sát điều tra này cho đến viện kiểm sát thì người ta cũng đã điều tra làm rõ rồi, và cái vai trò của danh nhân Nguyễn Đức Dũng cũng đã có. Chúng ta được biết trước đó thì cũng đã từng có cái thông tin là về phía gọi là tòa án ra cái lịch xét xử, dự kiến xét xử, và sau đó phải dời lại bởi vì nó trùng với một số những cái vụ án khác, thậm chí là đã triệu tập, có thông tin là triệu tập danh nhân Nguyễn Đức Dũng với vai trò có quyền lợi về nghĩa vụ liên quan trong vụ án này. Thì rõ ràng người ta cũng đã xác định
có những cái vai trò cũng đã xem xét cái yếu tố của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng rồi trong cái câu chuyện đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì lại xuất hiện những cái câu chuyện này, đặc biệt nó lại đến từ con trai của Xô Nguyễn Phương Hằng, thì quý vị có thể thấy rằng là vô cùng nguy hiểm. Phải nói đến đó chính là chính con trai của Xô Nguyễn Phương Hằng khi đã có những cái nội dung đến tố cáo cả cơ quan chức năng trong cái thời điểm hiện tại nha cô chú anh chị. Không biết rằng cái sự việc tiếp theo nó sẽ diễn biến như thế nào, nhưng chúng ta có thể thấy là nó đang rối như tơ vò vào cái câu chuyện này nữa. Không biết rằng cái sự diễn biến tiếp theo nó sẽ ra là làm sao. Bởi bây giờ lúc này đó, cái tin của Xô Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa có, nhưng mà lại liên tục có cái những cái thông tin này. Thì Thanh Nguyên cũng sẽ gọi là chỉ cố gắng cập nhật tin tức để gửi đến quý vị những cái thông tin mới nhất và chính xác nhất mà thôi. Cũng không muốn bình luận thêm về cái câu chuyện này. Khi có thông tin mới thì em cũng sẽ ngay lập tức gửi đến quý vị những cái tin tức mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000, miễn phí ship, 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô. Tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1,5 triệu, miễn phí ship. Tiếp theo thì là chà bông tôm. Chà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một củ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, chà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Quý vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.